giao tranh, hàng loạt những pha giao tranh, và nó liên tục có lợi hơn được dành cho Samsung Galaxy, và cuối cùng Samsung Galaxy giành chiến thắng. Đến với trận thi đấu thứ tư, Blank được thay vào, và Blank có hy vọng làm nên một điều gì đó đặc biệt khi lần này SKT ở đội 1, nó là sự tinh quái của huấn luyện viên Koma. Bởi vì khi ở đội 1 có Benji, gần như SKT không bao giờ lấy Nidalee. Và Blank là một người chơi cực tốt với vị tướng Nidalee này. Và Samsung Galaxy đang bị ép phải mất đi lượt cấm dành cho Nidalee. Nếu như lượt cấm cuối cùng của SKT không phải là Cassiopeia, thì kể cả là cấm đi Nidalee vẫn còn hở ra đấy Cassiopeia. Nhưng nếu như SKT tự cấm đi Cassiopeia thì đương nhiên lượt cấm cuối cùng được đưa ra bởi Samsung Galaxy chắc chắn rồi. Tôi tin rằng nó sẽ phải cấm đi Cassiopeia. Lượt cấm cuối cùng này nếu như tiếp tục là Nidalee, nó cũng ổn thôi, nhưng nó sẽ mở ra rất nhiều điều. Nó là Nidalee rồi. Tôi đang muốn mường tượng đến một... Wow! Chúng ta quên mất sự lựa chọn Ashe. Đúng, chúng ta quên mất lên Ashe. Tôi quên mất một điều nữa, đó là việc mà Nidalee nếu như hở ra thì kể cho đối phương lựa chọn, thì Ambition vẫn còn một con bài tẩy nữa cơ mà. Đó là Scanner. Scanner để có thể chơi lại với Nidalee. Scanner của anh ta đã có những màn thể hiện rất tốt khi cần phải đối đầu với bất cứ đối thủ nào. Khả năng so sánh của bật rừng, khả năng tay đôi, mọi thứ Scanner đều có thể đem lại, và đặc biệt kể cả Nidalee đang xanh. Nhưng trong những tình huống dồn sát thương lao vào sau khi ném lao, anh ta sẽ bị găm lại bởi ngay lập tức bởi cú áp chế của Scanner và lôi về phía những người đồng đội của mình một cách đơn giản. À, như vậy đó là Ashe hoàn toàn đồng ý, nhưng Miss Fortune mới là điều mà tôi đang phân vân, là liệu có được lựa chọn bởi SKT hay không. Bởi vì thực ra khi thấy có Ashe là sự hé mở, Miss Fortune đã khiến cho ngay lập tức coi Jay không dám lấy Zyra nữa rồi. Zyra rất sợ cái bộ combo Ashe và Miss Fortune này. Đến thời điểm này thì có lẽ là mọi sự dự đoán của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa về việc cấm và chọn. SKT đang đưa ra những con bài thực sự là đặc biệt, còn Samsung Galaxy cũng thế. Phải nói là Samsung Galaxy đang muốn giấu đi những chiến thuật của mình, hoặc đơn giản thôi, họ không có một điều gì mới ngoài việc đưa Lee Sin cho Ambition để tạo ra sự đột biến, và mong là Lee Sin sẽ tạo ra được sự đột biến để có một trận đấu dễ thở hơn dành cho Samsung Galaxy. Ruler đang đứng trước cơ hội cầm được vị tướng tủ cực cầu luôn, và Ground cũng có cái cơ hội để cầm được Cassiopeia. Wow, anh ta sẽ cầm Victor. Đó là sự lựa chọn mà anh ta tin tay hơn. Tôi đang thực sự mong chờ Cassiopeia là xuất hiện trong tay của Faker. Đó là một kèo đấu mà Ground đã từng thắng Cassiopeia. Anh ta đã từng sử dụng Victor thắng Cassiopeia không phải là một lần, rất nhiều lần rồi. Và cả Jin nữa, vì tướng tủ của Ruler cũng đã xuất hiện trong trận đấu này. Mọi thứ dường như đang mở cờ dành cho thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Thậm chí sự lựa chọn quen tay của họ khu vực đứng trên với Poppy chẳng hạn. Trận đấu này thì Wolf rất đơn giản thôi. Anh ta đã có vị tướng Nami, vị tướng yêu thích. Nhưng Blank đã dùng một lần trong trận đấu thứ hai giữa SKT với Roger Never Give Up. Thì Blank đã đem con bài Jack này vào, và anh ta kết thúc trận đấu đó với tỷ số là 3-0-5. Và trận đấu này anh ta khóa lại, Faker cũng đã khóa lại với Orianna. Nó không phải là Cassiopeia, nó là Orianna. Cuối đầu, trong trận đấu đầu tiên lại một lần nữa được tái diễn giữa Orianna của Faker và Victor trong tay của Crow. Nhưng là Kennen. Trên là Kennen. Một trận đấu hứa hẹn quá nhiều những pha giao tranh. Có một điều đặc biệt trong trận đấu này, cả SKT hay Samsung Galaxy đều là đội hình ép giao tranh. Xin nhắc lại, đó là ép giao tranh cực kỳ mạnh mẽ. Khi ở bên SKT, những vị tướng ép giao tranh như Jack, như Ashe, rồi thêm Nami và cả đường trên với Na là quá là thương hiệu rồi. Bên phía Samsung Galaxy cũng vậy, Lee Sin có thể tạo ra sự đột biến việc ép giao tranh bằng cú đá ngược của mình. Rồi khu vực đường trên, họ có Kennen với bộ kỹ năng lao vào giao tranh là quá rõ ràng. Ở khu vực đường giữa thì có lẽ không rõ ràng cho lắm, nhưng Jin rồi cả Kakma đều có thể phát động những pha giao tranh. Và đây là một trận đấu hứa hẹn những pha giao tranh, tôi nghĩ rằng nó là nảy lửa luôn. Vô cùng.
vô cùng đáng mong chờ. Đó là những diễn biến được diễn ra tầm khoảng phút thứ 18 trở đi trong trận đấu này. Đó là thời điểm mid game giữa trận đấu, và cả hai đội tuyển sẽ liên tục thi triển những cái chiến thuật mà của mình có thể thực hiện. Chúng ta đã từng thấy cặp đối đầu này, chính cả hai cặp đối đầu này luôn, đó là Orianna và Victor khu vực đường giữa, cũng như khu vực đường trên là Kennen trong tay của QV và Na của Đúc. Thì Na của Đúc đã thua trong trận đấu đầu tiên khi đối đầu, đã thua thiệt về lượng chỉ số lính mà thôi. Hình như trận đấu thứ hai thì phải, rút thiệt về lượng chỉ số lính kiếm được mà thôi. Chứ về mặt thế trận thì đương nhiên là không phải là như vậy. Và để xem trong trận đấu này thì kịch bản nó sẽ diễn ra như thế nào. Có là lợi lính hơn dành cho Faker và dành cho QV trong những cuộc đối đầu nữa hay không. Ván đấu thứ tư, cặp đối đầu giữa Samsung Galaxy và SKT chung kết thế giới năm 2016 Liên minh huyền thoại chính thức bắt đầu. Và lúc này SKT ở bên phía đội xanh đang tiến ra blank với một bộ ngoại trang đa sắc, gói đa sắc của Jack, cũng như là Samsung Galaxy đang tiến xuống ở khu vực đường dưới này. Wolf đang phát hiện ra rồi, phát hiện ra hai người. Rất đơn giản, cầu máu tạm thời chưa chính xác đến từ Conjay. Wolf cũng không mạo hiểm gì cả, anh ta biết có những mối nguy đang chờ rình rập mình ngay trong cái bụi cỏ nhỏ kia, và nếu như dính phải nó, 8 tiền, nó sẽ rất nguy hiểm. Nhìn lại về những cái điểm then chốt được lựa chọn bởi những người chơi cả hai bên thì nó là Phong Ngôn Chu Phúc đến từ cả Karma và Nami. Hai xạ thủ đương nhiên có sự khác biệt với chất tướng họ đang sở hữu. Đường giữa giống, đường trên có một chút xíu khác biệt. Đương nhiên Kennen thì bạn ít có ai chơi Kennen mà lấy cái điểm quyền năng bất diệt lắm. Quyền năng bất diệt chẳng có ai lấy cả đúng không? Kennen thì hầu như chỉ lấy ý chí đến sấm, lười thần, hoặc cùng lắm là xung kích bão tố mà thôi. Tôi nghĩ rằng hoặc nếu như mà muốn gọi là đi đường ban đầu bằng sát thực vật lý, bằng những đòn đánh cơ bản, thì bạn có thể lựa chọn như với chiến đấu. Đó là khi mà bạn đi với một con bài tay gần. Đấy, nhưng không phải là Na, đúng vậy. Và đây sẽ là một lợi thế ở giai đoạn ban đầu dành cho Samsung, xin lỗi SKT ở đường dưới, khi họ chủ động đẩy lính lên rất cao. Bởi Ashe, khi Ashe là vị tướng hoàn toàn có khả năng làm điều này. Tốc độ đánh của Ashe ở giai đoạn ban đầu là tốt hơn hẳn, và khả năng cấu rỉa đấy cũng là tốt hơn hẳn. Đây này, lần Wolf này, lần này, à không, lần này không có chim đánh bại Faker hay như nào cả. Đơn giản anh ta chỉ tiến vào cắm vào một con mắt để kiểm soát cái lối đi rừng từ Lee Sin mà thôi. Crow chuẩn bị tinh thần rất tốt trong cái màn đối đầu quay ngược trở lại này, bởi vì anh ta đã đây. Ồ, như lại là lệnh phòng thủ. Đã có lệnh phòng thủ, sẽ không có lệnh phát sóng tới từ Orianna để cân bằng và lượng sát thương gây ra giữa hai người chơi đường giữa nữa. Mà thay vào đấy, hoàn toàn là lợi thế dành cho Crow. Phải cố gắng gỡ gạc lại một chút xíu, nhưng lớp khiên được tạo ra bởi lệnh phòng ngự của anh ta không đem lại bất cứ một tác dụng nào. Và anh ta đã mất đi cả hai bình máu cầm trên người. Còn đối với Crow, nó chỉ là một bình mà thôi. Rõ ràng so với trận đấu đầu tiên, khi mà Crown bị Faker ép lính rồi liên tục có những cái lợi thế về mặt chỉ số lính, thì lúc này trận đấu thứ tư và trận đấu thứ hai kèo đấu này được tái hiện lại, thì chúng ta đang thấy một điều, đó là Crown đã có tâm lý tốt hơn, và thậm chí rằng anh ta đang đẩy lùi Faker về phần sân của mình. Đẩy rất tốt. Lee Sin trong trận đấu này, Emission cũng liên tục có những pha xoay quanh khu vực đường giữa để kiểm soát liệu rằng Blank có muốn thực hiện những pha ganh tầm xa với giống Kasu hay không, thì sẽ ngay lập tức có những pha phản ganh mà thôi. Và khu vực đường trên thì cái thế đẩy đường cũng như cái thế lính đúng là nó vẫn đang có lợi hơn dành cho Kennen của QV. Faker buộc lòng phải về, hoặc là ăn bùa lợi xanh. Bùa lợi xanh rất sớm được nhường bởi Blank cho người đồng đội của mình, một nghĩa cử rất là cao đẹp. Tôi cũng có những cái nghiên cứu, như là xem đi xem lại khá nhiều lần Ambition cũng như là Benji rồi Blank có những cái bước di chuyển đi rừng như thế nào. Thì để ý rằng trận đấu này thì Ambition đang có một cái bước đi rừng tương đối là sở trường cơ bản của anh ta trong rất nhiều những trận đấu cầm Lee Sin, Alice rồi Nearly. Đó là bước di chuyển ăn ở một phần rừng rồi ngay lập tức đi sang phần rừng phía bên kia rồi để ăn cua kỳ cục, phải mất đi tăng tốc. Tôi nghĩ rằng khi có được bùa lợi xanh, rõ ràng người lợi thế hơn sẽ là Orianna. Orianna nhược điểm lớn nhất có lẽ mắc phải đó chính là lượng năng lượng tiêu tốn hơi nhiều. Faker gặp nguy hiểm, Faker bị dính thêm vào đánh nữa, bùa đỏ đang đốt. Sát thương không đủ. Rất quái, tưởng chừng như Emerson sẽ trả thù được cái pha solo kill, nhưng không, lúc này thì QV sẽ mất đi tốc biến. Sẽ mất đi tốc biến, chắc chắn đó là một pha ép.
rất tốt của Blank. Và pha can thiệp hợp lý sau khi anh ta có lẽ là cướp thành công được con người đá to trong cái khu vực rừng của Samsung Galaxy. Tôi thấy anh ta vừa mới tiến vào và anh ta đã tốn một khoảng thời gian khá khá, và có lẽ anh ta đã cướp thành công được con người đá to. Chứ nếu như tiến thẳng ra mà chẳng thu lại được cái gì thì đó sẽ là một tình huống thi đấu không thực sự hiệu quả. Và khi Lee Sin quay ngược trở lại khu vực đường trên để kiểm soát một phần nào đó rừng thì không hề có cơ hội nào dành cho Blank để lên đường trên ganh thêm một lần nào nữa. Corjay đang mất thời gian đi kiểm soát tầm nhìn. Đây có vẻ là một trận đấu mà Samsung Galaxy muốn tạo ra một điều đặc biệt khi kiểm soát Blank từ xa. Họ đã có được những sự đối phó nhất định. Thực ra tôi thấy rằng khi Blank đi rừng thì lại có những điểm rất khác biệt so với Benji. Nên là tôi thấy rất nhiều những cái ping trên bản đồ vào thẳng vị trí của Lee Sin trong phần sân tối. Khi mà Lee Sin di chuyển tới, chẳng hạn như vừa rồi khi anh ta ăn bãi sói hay anh ta tiến tới với bãi người đá đều có những cái ping. Có thể là ping chấm than hoặc ping hỏi chấm, vừa rồi là ping hỏi chấm và bãi người đá. Có thể giống như kiểu trên. Ý là có thể Lee Sin đang xuất hiện ở đây. Thì đó là một cái nước đi rừng. Thật sự mà nói, cái bước đọc đi rừng đó khá là cơ bản và hoàn toàn có thể thực hiện được một cách. Đó, đấy, Lee Sin đang làm một điều tương tự đấy. À không, thực ra là có hẳn một con mắt. Có hẳn một con mắt mà. Có một con mắt vừa mới được cắm bởi các ma của Corjay và thằng bu cỏ nhỏ đấy. Có lẽ họ cũng đọc được, đó là thường thì những người chơi Jack sẽ rất lười việc tiến vào trong bụi cỏ nhỏ đấy rồi đi rừng tiếp, đúng không? Họ sẽ lựa chọn những cái góc để có thể bay thẳng qua và ăn đi những bãi cỏ rừng. Điều đấy được tương tự bởi Lee Sin mà thôi. Ở đẳng cấp cao nhất bạn phải tính toán là điều đó. Bạn phải tính toán được là lúc đấy đến cái thời điểm nào thì đối phương sẽ quay ngược trở lại và ra được cái bãi rừng đấy. Bởi vì chắc chắn là lúc Blank nhìn thấy anh chàng Ambition là đã nhìn thấy anh chàng Ambition này chỉ ăn được cái ba cái bãi đầu tiên thôi. Có bùa đỏ phía trên, sau đó tiến ra ăn cua. Thì Blank biết, và Blank có thể tính toán được cái nước đi rừng tiếp theo của Ambition. Còn Ambition thì cũng di chuyển sang và cũng nhìn thấy Blank, và cả hai bên đều biết được bãi rừng của nhau là như thế nào. Tôi tin với khả năng của cả hai người chơi này, họ làm được điều đó. Và điều đó dẫn đến cái nước di chuyển tiếp theo của hai bên đã tạm thời là bị bắt bài. Đến thời điểm sau nữa, khoảng tầm 1 phút nữa, thì có lẽ là mọi thứ mới dần trở nên là khó đoán hơn dành cho cả hai người đi rừng. Đang có những sự khác biệt. Về nhà trong lần đầu tiên, Wolf mang thẳng ra được một cái đá tỏa sáng. Còn đối với Corjay thì đó chỉ là một cái giày mà thôi. Và có lẽ là thêm một vài con mắt tím anh ta đã cắm rồi. Con mắt mà cắm trong phần rừng của SKT mà chúng ta đang thấy kia chính là con mắt vừa mới được cắm bởi Corjay. Khu đường giữa hết bộ lợi xanh. Faker vừa mới dính một tình huống chiều cuối khá khó chịu đến từ Crown. Và món trang bị đầu tiên mà Crown về mua nó không phải là lõi, anh ta không đủ tiền. Thay vào đấy nó đơn giản chỉ là một cái giày mà thôi. Và Blank vừa mới tiến ra rất nguy hiểm, nhưng Faker còn nguy hiểm hơn. Faker không có tốc biến, tăng tốc được bật lên. Và cấp độ 6 tới từ Ambition cũng như Blank, họ đang có những màn chào hỏi nhau ngay trong phần rừng. Và Ambition rất quái khi cướp thành công được Cướp tiếp được rồi. Và Ambition lấy được thêm một tí xíu lợi thế khi cướp được chim của đối phương. Khi để mất chim thì Blank hơi mất phương hướng, chưa biết được cái con đường tiếp theo là đi đâu. Ambition vẫn đang bảo vệ cho Crown đến tận răng, nhưng điều đó đang bỏ ngỏ là cái đường dưới. Đường dưới đang gặp rất nhiều vấn đề, nhưng Ambition đang không thể ganh đường dưới được, bởi vì đường dưới đều đầy đủ phép bổ trợ và đã đạt được cấp độ 6 một người, đó là Bang. Thì rất nguy hiểm, không thể ganh được. Nó cực kỳ nguy hiểm bởi vì nó hoàn toàn có thể trở thành những pha phản ganh rất lợi hại dành cho các thành viên đội tuyển SKT. Lạm lần nữa Blank đang có mặt ở xung quanh khu vực đường giữa. Và Crow quá khó chịu. Crow đang chơi trên cơ Faker, tôi thực sự phải khẳng định điều này. Crow đang chơi trên cơ Faker trong những pha trao đổi ý thức. Những tia chóc của anh ta đạt độ chuẩn xác rất cao, Faker hết phép bổ trợ. Wow, Lee Sin tiến ra cắm chỉ một con mắt vào thôi. Cắm một con mắt và... Như một lời khẳng định là Ambition sẽ còn quay lại đây nhiều nữa và sẽ gây áp lực nhiều thêm nữa. QV rồi. À đây rồi. Nhìn thấy, phát hiện ra. Và Ambition lao thẳng vào. Lại cướp thành công. Đây là một trận đấu chủ động của Ambition. Có vẻ như anh ta chỉ bị tâm lý khi đối đầu với Benji thôi. Còn khi đối đầu với Blank thì mọi thứ là khác. QV khu vực đường trên. Cuộc đối đầu này tạm thời đã đến một cái thời điểm mà Đúc phải lùi về. Tôi tưởng chừng như làm choáng thêm lần nữa thì Ambition sẽ đến kịp. Nhưng lần làm choáng thứ hai thì khoảng thời gian choáng ngắn hơn, không thực sự quá nguy hiểm dành cho Đúc bằng nhiều nữa cả. Và Faker vẫn chưa tiến vào để ăn được con bùa lợi xanh này.
Ambition cũng không có ý định can thiệp vào tình huống nhường bộ lợi xanh tới từ hai thành viên của SKT, muốn làm gì thì làm. Khu vực rừng dưới cũng đang không bị can thiệp, điều đấy khiến cho Crowd sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lõi công nghệ đầu tiên đã được mua và nâng cấp thành công, và tôi chắc là điều đương nhiên với mọi người chơi Victor mà thôi. Trong khi đấy thì Blank đang phải tương đối vất vả để bắt kịp lại về lượng thủ lĩnh cũng như kinh nghiệm so với đối thủ của mình. Ngay lập tức chiều cuối được thả ra, đó là lý do tại sao chúng ta đề cập tới, nhưng đây là trên cả tuyệt vời, đó là thủy ngục chính xác. Ruler kịp thời che chắn những người đồng đội của mình, đó là pha kiệt sức tốt đến từ CoreDJ. Trước khi trận đấu đầu tiên, khi mà trận đấu đầu tiên bắt đầu, tôi có nói đến là cái việc mà đội hình của Samsung Galaxy họ đã cấm chọn sai khi mà để cho đối phương cầm Jin mà không có một trong hai con bài là Ash cùng với Nami, bởi vì không có cái gì để ngăn cản được chiêu cuối của Jin cả. Và đến bây giờ thì Samsung Galaxy có Jin nhưng họ để cho đối phương cả hai vị tướng có khả năng chống được chiêu cuối của Jin từ xa, đó là cả Ash cả Nami. Con rồng đang được khởi động tấn công bởi hai thành viên SKT, gọi thêm cả Ben ra đây nữa. Nhưng Lee Sin của Ambition đang tới. Có 4 thành viên của Samsung Galaxy đang ở đây, họ sẵn sàng tiến vào giao tranh. Rồng lửa là một món mồi ngon mà cả hai đều không muốn bỏ lỡ. Khu đường trên cái đúc đang không có nộ. Đây là thời điểm chủ động hơn dành cho thành viên đội tuyển Samsung Galaxy nếu như họ muốn thực hiện một pha giao tranh và một cú dịch chuyển đến từ QV. Và đúc với cái giày thủy ngân có vẻ như ta làm tốt. Faker đang có những bước di chuyển để có thể lấy lại được thế trận của mình. Anh ta đang làm tốt khi chỉ số lính đã tạm thời là ngang ngửa sau một lần di chuyển về nhà đến từ Crown. Cách lên đồ của Crown có lẽ sẽ không có gì quá đặc biệt khi tập trung đến cái triệu hồi Rayline cùng với lõi công nghệ nâng cấp tối đa sớm phát hiện ra. Wow. Faker rất nhanh tay, Faker cũng kịp thời sử dụng một lệnh phòng ngự để đỡ đi lượng sát thương gây ra đến từ phía chấp. Còn khu đường dưới thì sao đây? Rất nguy hiểm nếu như Whoop cứ bị dính những pha tấn công kiểu như vừa rồi. Nhưng những người chơi xạ thủ do cái việc mà phải tung ra hết lượng năng lượng của mình để tiếp tục đẩy đường thì họ đang gặp vấn đề về năng lượng và sẽ khó dẫn đến những pha hạ gục nhau hơn. Crowd đang tìm cách tiếp tục tấn công Faker và nó là một lượng máu bị cấu rỉa rất lớn. Crowd bị dính chiêu cuối, vòng ra nhưng Blank đã gặp ngay Ambition. Nó là một tình huống play, nó là một pha play, một pha tính toán rất thông minh của các thành viên. Tôi tin là các thành viên của cả hai bên chứ không đơn thuần gì là của Ambition hay là của cả Blank nữa. Tính toán thời gian là vừa đẹp cho những pha can thiệp ra khu đường dưới. Điều đấy chứng tỏ rằng hai người đi rừng đang dành rất nhiều trọng tâm chỉ vào khu đường giữa này. Đường trên có ganh, đường dưới gần như không thể nào có thể ganh thành công. Hoàn toàn là có thể là một tình huống ganh. Nhưng CoreDJ thậm chí là cẩn thận cắm tận hai con mắt ở phía bên này để ngăn cản tất cả những hướng ganh có thể vào xạ thủ ruler của mình. Rất tốt là những gì mà CoreDJ đang kiểm soát về mặt tầm nhìn. Ambition cũng như là Blank đều đang thấm nhuần được cái tư tưởng đó là sẽ ra đường giữa. Xin lỗi, tôi nghĩ rằng đó là Faker và Crowd phải thấm nhuần đó là việc chỉ đánh nhau, chỉ giao tranh khi có người đi rừng mình ở gần đó. Hoàn toàn đồng ý. Thực ra thì khoảng thời gian trống để cho cả Blank và Ambition tiến ra và ăn những bãi quái vật rừng ở xa là vẫn có, đúng không? Chẳng qua là việc mà người chơi đường giữa của họ đã chờ rất đúng thời điểm để có thể tiến hành giao tranh mà thôi. Và đây là con rồng lửa đang được tấn công và có E của Ash với cái ứng tiễn nhưng họ chưa sử dụng. Con rồng được ăn rất nhanh. Đây là đại hồng thủy được thả ra trúng vào ruler, không có đại bằng tiến. Rồng lửa dành cho thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Họ vẫn đang chứng minh rất tốt khả năng kiểm soát giai đoạn đầu trận đấu với những mục tiêu lớn thu được như trận đấu trước. Đó là một tín hiệu được ăn rồng đến từ Samsung Galaxy khi Faker hết máu và phải biến về. Và đó là cái sức ép đến từ Crowd. Crowd đã làm rất tốt, buộc cho người đi đường giữa hàng đầu thế giới bên phía SKT phải biến về và dẫn đến con rồng ở thời điểm phút thứ 13 dành cho Samsung Galaxy. Ambition đang có một trận đấu cực kỳ ổn định với Lee Sin. Nhưng ở Lee Sin người ta cần nhiều hơn một thứ gọi là ổn định. Cần sự đột biến. Và sự đột biến đó sẽ đến từ mạng. Đấy là sự đột biến, nhưng nếu như không có thì chỉ dừng lại mức độ ổn định mà thôi. Và đó là một pha can thiệp tốt, một tình huống cướp hai bãi quái vật rừng tới từ Ambition. Rõ ràng trận đấu này anh ta đã không cóng cơ, đã không hề cóng cơ. Anh ta di chuyển rất rộng và cướp rất nhiều rừng. Bây giờ khi mà Blank về, tất cả những gì anh ta nhận được chỉ là cái linh hồn đến từ con sói được trừng phạt rồi thôi. Đã không tìm thấy
Bây giờ thì Faker đi lên thì đã quá muộn. Đó, nếu như là một pha được cắm mắt kiểm soát tầm nhìn nhiều hơn thì thậm chí rằng Faker, Blank và Đúc đã tạo ra một cái thế gọng kìm, gần như không cho Lee Sin một cơ hội nào để có thể bỏ chạy cả. Nhưng vấn đề thiếu tầm nhìn vẫn luôn luôn là một cái thứ gì đó dẫn đến việc Lee Sin của Ambition đã cướp bóc và bỏ chạy thành công, lên được cấp độ 10 ở phút thứ 15 so với một người đi rừng làm điều hết sức ấn tượng. Nó khá tốt. Phía bên kia thì Blank cấp độ 9, có lẽ cũng gần gần cấp độ 10 rồi. Những pha gank của những người đi rừng cả hai bên đều chưa đạt được những hiệu quả mong muốn. Đơn giản chỉ là mức độ hỏi thăm và lấy phát bổ trợ của đối phương mà thôi. Và khu đầu khu rừng trên này vẫn đang là lợi thế dành cho QV về lượng lính có được trước một cái kèo đối đầu. Mà theo tôi đánh giá là khá cân, 20 lính dẫn trước dành cho QV. Còn khu đường giữa, Faker vẫn đang chống trả liên tục. Và thậm chí anh ta là người chủ động hơn trong việc tấn công vào Crow. Crow đã hoàn thành xong được lõi công nghệ cấp 3 tại thời điểm phút thứ 15 trong trận đấu này. Cả sớm với một cái giày khai sáng Ionan mà anh ta đang sở hữu nữa. Đúng là rất sớm rồi. Rõ ràng thì anh ta có một lượng đồ khá là ổn. Và Faker, Faker mất đi chiêu cuối, mất đi tốc biến. Và Crow có lẽ cũng sẽ mất đi cú tốc biến của mình. Anh ta thoát về phía người đồng đội Emerson, mất rất nhiều máu. Whoop, đấy là đại bác tiến. Nhưng Crow đã có một pha xử lý cực kỳ tuyệt vời khi lách nhẹ cái mông của mình. Cú làm choáng, cú làm choáng. Đây rồi, làm choáng tiếp theo. Và chiến công đầu được giành ở khu vực đường trên. Solo kill, Samsung Galaxy có được chiến công đầu. QV rất tốt với pha thi đấu bình tĩnh để làm choáng và hạ gục thành công được Đúc khu đường trên này. Đúc đã tỉnh táo rồi, anh ta biết rằng người mình đang có hai cái nội tại và đối phương vẫn còn sẵn cái W để có thể kích hoạt. Đây rồi, đôi giây tử thần dựng lên. Faker, wow, nằm ngay trong viên đạn đầu tiên. Viên đạn thứ tư dành cho Blank. Và Blank về vàng phân bảo hay không đây? Không. Nhưng đó hàng tá những lợi thế dành cho Samsung Galaxy rồi. Hai điểm ở cuộc dẫn trước với chiến công đầu, gần 1.000 tiền dẫn trước dành cho Samsung Galaxy. Ruler chứng tỏ rằng tại sao mình được mệnh danh là một trong những người cầm zin tốt nhất thế giới. Khi trận đấu này bắt đầu thì Mạnh có nói đến là việc Samsung Galaxy đang có được quá nhiều tứ tủ. Như Crown được cầm Crown cầm Victor và ở đường dưới zin trong tay Ruler. Và bây giờ tôi phải nhắc đến một vị tướng cũng là tủ của QV và anh ta đã dùng nhiều lần ở trong chung kết thế giới này, đó là Kennen với một màn solo kill anh chàng Đúc. Khu đường giữa này cũng xem lại một pha thi đấu mà Gagma đã can thiệp rất kịp thời, coi chơi tính toán chính xác khoảng thời gian và địa điểm cần tới. Faker cuối. Thực ra chính Faker là người tự chủ động đúng lách, đúng vậy. Faker là người chủ động thoát ra khỏi cái sự bảo vệ của những người đồng đội của mình. Đáng nhẽ ra đó có thể là một tình huống mà anh ta không phải lên bảng đếm số. Thật ra thì vẫn có thể, bởi vì sát thương vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục được nhồi vào bởi Crown. Đấy là có thể thôi. Nhưng rõ ràng Faker đã mắc lỗi ngay trong cái bước di chuyển của mình. Hai tình huống di chuyển liên tiếp. Đầu tiên là tình huống di chuyển để cho CoJJ bắt được với cái chuyên tâm. Và tình huống thứ hai là di chuyển để dính luôn chiêu cuối của Ruler. Vừa vào phát là hướng tới luôn cái... đại bằng tiến trượt. Đó là một tình huống đại bằng tiến khá nguy hiểm. Nhưng nếu như chúng thì Jack mới tiếp cận xuống khu vực đường dưới này mà thôi. Nó khá xa. Tầm này không phải là một thời điểm để cho cả Blank cũng như là Faker có thể tiến xuống khu vực đường dưới và thực hiện tình huống băng trụ được, kể cả khi QV và Emerson đang ở khu vực đường trên. Samsung Galaxy họ có được luôn cái trụ đầu tiên, trụ đầu tiên. Tiền họ đang hơn. Họ đã hơn rất nhiều về lượng tiền sau tình huống ăn được trụ vừa rồi. Bây giờ là 2.500 vàng chênh lệch giữa Samsung Galaxy và SKT. Trận đấu xanh chín nhất mà Samsung Galaxy có được trong cái cặp trận đấu này. Nếu để đánh giá đến cuối trận về độ led đi, về độ giao tranh cuối trận đi, thứ hai trận đấu này tôi sẽ đánh giá cao hơn dành cho SKT. Pha xoáy tốt của Faker, lao lên là Lee Sin và có luôn một tình huống súng cao su đến từ Blank. Chiêu cuối chuẩn xác từ Nami và nề này tương tác lên người của Crow. Điểm hạ gục dành cho ai đây? Chưa có. Chưa, có rồi. Có rồi, nó dành cho Nami và tiếp tục lao vào. Sát thương rất nhiều được gọi vào bởi Faker và Blank. Và QV, anh ta có thoát hay không đây? Chiếc súng cao su được gây ra bởi Blank lần tiếp theo vẫn là tụ và bay và trượt. Nhưng chưa có rồi. Một tình huống bàn tay co giãn chuẩn, sát thương là không đủ. Faker cần phải điều cầu, chặn được đường về của đối phương. Blank vẫn đang muốn đuổi theo, chấm dứt ở đây mà thôi. Blank rất là hơi sâu và chỉ là một điểm hạ gục. Crown bị hạ và phải nói rằng SKT rất biết cách lấy lại được những lợi thế sau khi bị dẫn trước.
và một trụ ở khu vực đường giữa dành cho họ, dẫn đến lượng tiền bây giờ chênh lệch chỉ còn là 1.000 tiền chứ không phải là 2 hay 3.000 tiền như vừa nãy nữa. Hay tôi không nhớ là như đạt đến con số 3.000 tiền rồi. Và Faker cũng là một người mà khi để bị ganh một vài mạng không còn phép bổ trợ nữa, luôn biết cách gọi đồng đội ra và luôn biết cách tạo ra những thế đẹp nhất cho đồng đội mình để ganh được thành công. Brown phải lên bảng điểm số, QB đến quá chậm. Mà tính ra là Jack này, điểm này này trúng cả 3 lần vào đầu, những cái thời điểm W đều không phải là dễ lắm đâu đúng không? Đối phương cứ luồn lách liên tục như vậy mà Blank nhảy khá là chuẩn. Vậy tôi thấy rằng Izumin sử dụng con bài này nhảy trượt khá nhiều trừ lần đầu tiên rồi mà. Rõ ràng thì tôi thấy Jack là một con bài khó chơi. Khó chơi nhưng dễ dàng tạo ra được những sự đột biến. Những sự đột biến. Đây, Ruler và Ambition cùng ở khu vực đường dưới, họ có được cái trụ này, đấy là điều chắc chắn. Áp lực gây ra là quá nhiều. Samsung Galaxy đang muốn đẩy mạnh tiến độ trận đấu này lên. Họ không muốn đưa trận đấu này về thế là chỉ đơn giản về mặt là đi đường nữa. Phải loại bỏ luôn giai đoạn đi đường, tập trung lại với nhau thì đội hình của Samsung Galaxy hay thậm chí là đội hình của SKT mới có lợi thế được. Giovanni Rely sẽ là món trang bị tiếp theo được Crowd hướng tới, giống như thông thường mà thôi. Một kiểu liên đồ rất quen thuộc, bổ sung thêm rất nhiều sát thương, sự khó chịu, khả năng truy đuổi. Và đặc biệt đó là cả khả năng sinh tồn của Crowd trong những tình huống tay đôi cũng như giao tranh mà các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy sắp tới có thể hướng tới nữa. Jin cũng đang tương đối ổn, Jin sẽ hướng tới tiếp được trang bị lớn tiếp theo, có thể là cái dạ kiếm Rockta. Dạ kiếm Rockta hoàn toàn có thể là cách lựa chọn trang bị của Ruler để có được một lượng xuyên giáp là 30, chưa tính đến ngọc bổ trợ và bảng bổ trợ mà Ruler lấy thì có một trang bị nào cộng giáp cả, thì cái lượng xuyên giáp đến từ Ruler đang là đáng kể. QV ở khu vực đường trên, anh ta biết đối phương thể nào cũng có kháng phép, thôi lên trước luôn cái chữ hư vô. Rất chắc chắn. Và thực sự thì kiểu lên đồ như thế này cũng đảm bảo cho anh ta, bởi vì đây là món trang bị kiểu gì cũng phải lên đúng không? Và đối phương cũng đang có tương đối nhiều kháng phép với cả giày thủy ngân, cả với cái áo choàng ám ảnh kia nữa. Nên tôi tin rằng đây là sự lựa chọn sáng suốt. Mặc dù vừa rồi tôi nhìn thấy cái gậy bùng nổ, tôi đã nghĩ tới đó sẽ là cái mặt nào đầy liền dry. Nhưng chữ vô là sự lựa chọn hoàn chữ toàn. Chữ vô là một cái sự lựa chọn ổn hơn, bởi vì dù sao nó cũng xuyên 45% kháng phép và nó lợi hơn hẳn cái kiểu như lời nhắc tử vong hay là nỏ thần Dominic. Bởi vì nỏ thần Dominic hay lời nhắc tử vong chỉ là xuyên giáp cộng thêm thôi, còn cái này là xuyên thẳng tất cả các lượng kháng phép tổng của đối phương. Thì bây giờ nó là một con số đáng kể. Khi đúc có khoảng tầm 100 kháng phép thì bị trừ đi là cũng là đến 50% rồi. Khoảng 50%, hoàn toàn 50 kháng phép, hoàn toàn hợp lý. Rất nhiều kháng phép sẽ bị trừ đi với cái trang bị chữ hư vô này, và thêm cả cái giày xuyên kháng phép kia nữa, cái giày pháp sư kia nữa, thì lượng sát thương QV gây ra vào đúc nó vẫn sẽ thấm như bình thường mà thôi, kể cả có cầm cái giày thủy ngân cùng với áo choàng ám ảnh kia đi chăng nữa. Ruler quả nhiên đang muốn hướng tới dạ kiếm Rockta cho món trang bị tiếp theo cho mình. Còn đối với Ash đó sẽ là cùng Runen, đã có lưỡi linh hồn tiếp theo là cùng Runen. SKT đang muốn kéo dài trận đấu này, họ không muốn giao tranh sớm đâu, họ muốn kéo dài và khi hoàn thành xong được thêm cái cục của Runen, 30% gian hồi chiêu sẽ có trên người của Bang. Anh sẽ bắn những cú chiêu cuối liên tục với khoảng gian hồi chiêu tại thời điểm này có lẽ là một phút tầm khoảng 20 giây mà thôi. Và khi đến cấp độ 16 thì khoảng thời gian này nó còn ngắn hơn nhiều. Một trong những điều mà Samsung Galaxy để bị mất trong trận đấu này đó là cái trục đường giữa. Nó khiến cho Faker đang trở nên cực kỳ dễ thở ở đây và dễ dàng hoạt động. Sau khi đẩy thì Faker có một khoảng thời gian thoải mái để anh ta tùy chọn những phương án cho riêng mình. Một là có thể đi farm tiếp những bãi chim quỷ biến dị, những bãi sói, hoặc là di chuyển phá mắt cùng với những người đồng đội. Đây, trong tình huống này đó là Wolf hoặc là đi gank. Nhưng bây giờ đi gank lại cũng không phải là cho phép nữa, không cho phép Faker làm cái điều đó. Bởi vì cả hai trụ ở hai đường, đường dưới và đường trên, thì Faker và những người đồng đội đều đã mất. Thì anh ta không có một cách nào để có thể di chuyển sang hai bên cả, khi tầm nhìn của đối phương là không có. Nên anh ta đang phải chắt chiu từng con lính có được, hướng tới cho mình Booty Rabadon càng sớm càng tốt. Một pha tấn công nhanh, rất lợi hại và sắc bén bởi các thành viên đội tuyển SKT. Có 30% gian hồi chiều, đó là điều mà Ash sẽ liên tục làm mà thôi. Và phía bên này Blank đang bị tấn công bởi CoinJ và Ambition.
sát thương cũng không phải là quá nhiều như sân khấu tử thần dựng lên phía bên kia và dịch chuyển đến từ Kennen. Kennen ra với chiêu cuối tốc biến luôn, tốc biến lên hạ gục thành công được Bang. Tiếp theo là cả Faker và có một tình huống làm choáng tốt đến từ Đúc. Đúc vẫn văng được hai thành viên vào tường, sát thương của Đúc vào QV là đủ gỡ lại được một điểm hạ gục. Nhưng một đội một thôi rồi. Phân bào sống rồi. Ồ, thì tốc biến qua rồi. Tôi tưởng nhưng từng chừng như là anh chàng Blank đã biến thành phân bào, nhưng không, anh đã tốc biến qua tường trong cái tình huống đó. Và đó là một pha thi đấu cũng chỉ là hòa người thôi. Nếu như ăn được điểm hạ gục của Blank thì mới là thực sự tuyệt vời dành cho Samsung Galaxy. Nhưng không có điều đó xảy ra. Một trận đấu rất cân tài cân sức dành cho cả hai đội, nhưng bây giờ có lợi thế hơn đang lại là Samsung Galaxy. Họ vẫn đang cố gắng lấy cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa này và họ thành công. Chưa dừng lại ở đó, Crown bị lao vào nhưng Blank lúc này không có chiêu cuối. Blank bị tấn công, Blank phải lùi lại, Đúc cố gắng lao lên cũng không làm được gì cả khi ở dạng na tí nị. Rất nhiều những tình huống giao tranh đang được cả hai đội tư liên tục vồ vập vào. Đó là điều mà chúng ta đã dự đoán là từ trước. Đây thực sự là đây, xem pha xử lý của Ubi đẹp. Ubi tốc play để thoát ngay ra khỏi tình huống thủy ngục, nhưng anh ta vẫn bị dính pha sóng âm tới từ Orianna. Đó là lý do mà anh ta bị kéo giãn ra một chút xíu so với Orianna của Faker. Và Đức cũng đã có mặt kịp thời và Blank cũng đã thoát ra được với pha tốc biến qua tường của mình. Đó là một pha mà dịch chuyển tôi nghĩ rằng nó là quá tuyệt vời đến từ QV khi anh ta ở trong một cái thế đối phương phải rút về hướng đó. Emerson đang tấn công Blank nhưng Blank đang là một người chịu đòn thực sự. Anh ta đang tìm hướng để vào, anh ta bay vào luôn, anh ta không cần phải suy nghĩ. Này này đã có, nảy được hai thành viên đại băng tiến, chỉ trúng vào coi J mà thôi. Và Blank đang thấp máu, phía bên kia Jin nằm xuống dưới sát thương của Faker. Solo kill đến từ Faker với mũ thủy Robin. Và họ đang tiếp tục đuổi theo tấn công. Đồng thủy rất đẹp, át giữ chân và thủy ngục chuẩn xác. By ground, anh không còn đường nào để thoát ra khỏi vào tấn công này đến từ ba thành viên của SKT. Đáng sợ, đó là cách đánh của SKT. Họ lập trình từ mọi phương hướng để có thể ngăn cản được đối phương lao vào pha giao tranh. Đó là một pha giao tranh chúng ta tưởng chừng như Blank lao vào là không có gì cả, không có gì đáng sợ cả. Faker cũng chưa tới đấy, nhưng lúc đó Faker phải làm cái nhiệm vụ khác. Faker phải hạ gục Ruler bằng một tình huống combo cơ bản. Tôi thấy cũng cơ bản lắm. Tôi thấy rằng đó là QW và R chứ không phải là QWR. Đấy, rồi. Mà nó đến trong một khoảng thời gian, một cái thời điểm rất tôi biết, nhanh. Tôi biết những người, tất cả những người chơi, những người xem chúng ta đều thấy cái kỹ năng của Faker cooldown nhanh hơn người bình thường, rồi dài hơn người bình thường và dùng một cách gọi là mạnh hơn. Đó là anh đã hack đúng không? Đấy, kiểu anh kiểu anh đã can thiệp một cách nào đấy. Anh đã can thiệp một cách nào đó vào trò chơi khiến cho những cái kỹ năng của anh ta. Khiến cho anh ta là người chơi hay nhất thế giới trong 4 mùa gần đây đúng không? 3 mùa gần đây thôi. Thì ra là chỉ là 3 mùa gần đây, có lẽ là anh ta đã có một cái cách nào đấy để can thiệp. Và thực sự những lời nói đấy nó không hề là điêu ngoa. 113, 271 chỉ số lính. Nhưng Bang đang là người chơi rất tốt với 286 chỉ số lính kiếm được trong trận đấu này. Bang giữ vị trí ổn, nhưng pha đại băng tiễn của anh ta đang hướng tới những mục tiêu cần thiết một cách rất nhanh chóng. Mặc dù vừa rồi thì đối phương liên tục upplay bằng những pha tốc biến, nhưng nó vẫn đạt được mục tiêu, đó là tốc biến đâu phải lúc nào cũng có. Và cấp 16 ấy, đặc biệt quan trọng là khi mà cấp 16 đã tới thì những cú chiêu cuối của Ash sẽ hồi lại với khoảng thời gian hồi chỉ là 1 phút mà thôi. Tầm dưới 1 phút, Ruler bị tấn công. Ruler không bị dính chiêu cuối, anh ta né rất tốt. Đó là sự khó chịu đến từ con bài Jack trong tay Blank. Nhưng cú xoáy này, cú đá của Emerson vô tình khiến cho anh ta cũng chính là người bị dính thêm lệnh sóng âm. Tôi không tin, tôi không nghĩ là như vậy. Anh ta đu theo mà, anh ta đu cái vô ảnh cước theo mà. Nếu chuẩn xác ra thì đấy là một pha súng cao su đến từ Jack nhảy thẳng theo để tấn công vào Lee Sin và Jin của Ruler. Và điều đã khiến cho pha lệnh nốc xoáy nó trở nên đẹp hơn. Đó là lý do Blank chưa phối hợp rất tốt với Faker trong vai trò vị tướng Jack. Anh ta đang muốn hướng tới cho mình gì đây? Giáp Thiên Thân hay thông đạo Zoroth? Trận đấu này thì chắc là Giáp Thiên Thân. Anh ta cứ phân bào xong anh ta hồi sinh. Đùa. Một kịch bản rất là tù, vì khi chúng ta nhìn thấy Jack chúng ta đã thấy ngại về việc anh ta có cái phân bào rồi, đã có thêm dịch chuyển của Đúc để bảo kê cho anh ta sống. Bây giờ lại có thêm cả Giáp Thiên Thần nữa. Giáp Thiên Thần hơi mệt một chút xíu. Quá nhiều mạng dành cho Jack và quá nhiều những sự áp lực, những áp lực được dành cho Samsung Galaxy khi SKT bắt đầu lấy được ngược lại thế trận và họ lại có một cái vị tướng chịu đòn nó quá khó chịu. Cái tầm mà Jack để đối đầu với Jin
đang dùng chiêu cuối, hay thậm chí rằng là cả Victor nữa, mỗi lần lao vào thôi cứ này đứng bên cạnh gì thì Samsung Galaxy lại cần phải làm một điều nữa, đó là vượt qua được giai đoạn giữa trận. Faker vừa đến với late game, Faker vừa tung ra một cú xoáy nhằm hạ gục vào CoinJ, nhưng có lẽ là lỗi ở một phần nào đấy, khiến cho CoinJ chỉ mất đi tầm khoảng một nửa máu mà thôi. Khu đường dưới này Đúc vẫn đang thoải mái đẩy cú băng, rồi sau đấy là cả dìu đen, rồi giáp tâm linh, đó là những thứ mà anh ta sắp sửa sở hữu hoàn thiện trên người mình. Trong khi đấy, đồng hồ Cadronia cũng đã được hoàn thành xong bởi Kennen của QB, hướng tới những món trang bị rất nhanh, đó là các thành viên cả hai đội tuyển. Giáp nhân thân cũng đã được hoàn thành xong tới từ Blank. Trong khi đấy, phía bên kia, giáp canh ngục đang là món trang bị muốn được hướng tới bởi Ambition. Lần về này của anh ta báo hiệu chúng ta rằng anh ta đã có được nó, những món trang bị đến rất đồng thời cùng lúc với những người chơi của cả hai đội tuyển. Có thể thôi, Ambition chưa có. Chưa có này. Khá là nghèo, không thể nào mà giàu như Blank được. Vì nhìn thôi, chúng ta thấy rằng Ambition đang không có được một điểm hạ gục cũng như là hỗ trợ nào. Ở phía bên kia thì Blank đã có đến 3 cái hỗ trợ, và anh ta đang làm cho những fan hâm mộ của SKT thay đổi cách nhìn của mình. Trong những trận đấu trước, những cặp đấu trước thì Benji là cứu tinh của SKT, nhưng có vẻ như ở trận đấu này thì chính Blank mới là người khiến cho các fan hâm mộ của SKT trở nên vui vẻ và yên tâm hơn. Có vẻ như con bài Jack này nó chính là một liều thuốc mà SKT đang cần. Họ cần một cái gì đấy nhanh hơn, chớp nhoáng hơn, lao thẳng vào kiểu như chẳng cần phải suy nghĩ. Đó là chính là những gì mà Jack đang đem lại dành cho SKT. Và Blank nãy giờ đang đóng đúng cái vai trò của mình, một người chống chịu thực sự, khả năng mở giao tranh với hàng tá như không chế được gây ra. Lee Sin định phá và cắm mắt, nhưng bản thân của anh ta mới là người bị cấu rất nhiều máu. Cắm mắt lỗi luôn. Áp lực Faker lớn quá. Áp lực Faker rất lớn, thu cầu dưới rồi lại đẩy cầu lên. Người ta gọi là sự lừa tình. Và cắm mắt rồi thì cũng lại bị phá đi ngay lập tức. Đấy, đặt một quả cầu ở dưới, à là quả cầu ở trên, cực kỳ khó chịu rồi. Ra đây. Faker đang vờn Ambition. Rồi cắm mắt ở ngoài này không phát hiện ra rồi. Mắt ở trong bụi kia cơ mà. Đây, đang liên tục là những pha thi đấu mà chưa phát hiện ra tầm nhìn đến từ các thành viên. Đây rồi. Quả này. À đây. Ốp đại bằng tiến được bắn thẳng vào và Blank đang áp sát từ phía bên hông. Nhưng Blank sai. Blank hơi sai. Ta dùng nề này để giảm bớt đi khống chế và thoát ra. Sân khấu thủ thần được dựng lên. Chiêu cuối Nami ngay lập tức được áp vào và khiến cho Blank có nhưng một góc để thoát. Đang có một góc chiêu cuối là tuyệt đẹp. Quá đẹp. Và ngay lập tức hai thành viên của SKT phải lên bảng đếm số, và thậm chí đó là con số lên tới 3. Một sai lầm của SKT, một sai lầm trong cách đứng và một con mắt quá đẹp để cho QV thực hiện cú dịch chuyển chết người của mình. Đó là Blank. Lỗi vừa rồi tôi tin rằng đó là của Blank. Anh ta thực hiện một pha súng cao su để ép góc ngang hông rất mạo hiểm. Con Baron thuộc về các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy, đó là con Baron đầu tiên trận đấu này. Trong khi đấy, SKT đang định gỡ gạc lại bằng một con rồng đại dương nhưng không ăn thua. Xem là bao tranh. Wow, đó là một pha mà tôi không hiểu tại sao Blank lại có một quyết định lao vào ngớ ngẩn đến như vậy mà không tốc biến ra ngay lập tức. Để rồi khi mà đây, đồng đội tràn vào để cứu anh ta. Đa đa, Faker bị làm choáng, cả ba người cùng bị làm choáng. Và ngay lập tức bốc hơi. Double kill dành cho Ruler. Có lẽ đó là một tình huống đơn giản thôi, một cái lựu đạn nhảy múa để lấy đi được cả hai điểm hạ gục đối phương. Lấy lại thế trận rồi. Thật tuyệt vời dành cho Samsung Galaxy, thậm chí còn hơn thế nữa. Họ đang có được Blue Baron, họ hướng tới con rồng tiếp theo trong trận đấu này. Ba nguyên tố sẽ có trên người của Samsung Galaxy khi Blank chắc chắn không dám can thiệp. Ôi, một đòn chí mạng 1400 sát thương đến từ Ruler. Ruler đang đến với một cái thời điểm mà sức mạnh của anh ta đang khá là đạt đỉnh. Nhưng tôi cũng chỉ xin nhấn mạnh là sức mạnh của Jin chỉ đạt đỉnh ở cái giai đoạn này thôi. Đến một những giai đoạn tiếp theo thì có vẻ sẽ bị giảm sút đi ít nhiều. Cú đá ngược và Faker. Faker lên bảng đếm số. Ambition vẫn là cái lối đánh đó, không cần màu mè hoa mỹ. Vòng ra đằng sau, cứ đơn giản thôi, thực hiện những cái thứ đơn giản nhất của những người chơi Lee Sin vẫn hay làm. Và anh ta đã có được một điểm hạ gục của Faker và mất đi người chơi là Orianna. Thì gần như chúng ta cảm giác rằng khả năng chống chịu những cái đợt lính đẩy vào của SKT là bằng không, rất yếu đuối. Bây giờ thì nếu như gặp phải những con lính thường thì có lẽ là vẫn có thể phòng ngự một cách ổn được. Nhưng đây là những con lính được cường hóa bởi Blue Baron. Và SKT đang phải thối lui ở cả hai khu vực đường giữa và đường dưới. Họ mất đi trụ thứ ba khu vực đường giữa và dưới nhà đồng lính thời. Và tiếp theo là cả cái nhà lính
ở cả hai khu vực đường này nữa. Blank không có góc để có thể thực hiện cái kỹ năng E của mình. Đấy, anh ta dùng E rồi bỏ ngay. Và hai nhà lính thuộc về Samsung Galaxy Ruler ngay lập tức đặt căn giải thuật. Nó ở cùng cái thời điểm bị làm choáng. Quá đơn giản. Samsung Galaxy họ chính thức vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Hai đường giành gỡ được trong một trận đấu mà tưởng chừng như mình sẽ giành chiến thắng, và tiếp theo đó để thua trong một trận đấu mà đối phương đang thực sự gây được rất nhiều áp lực tâm lý, thì tôi tin rằng SKT sẽ rất khó để có thể vượt qua được trong trận đấu cuối cùng của cặp bon năm này. Rất có thể lời nguyền về vòng lặp lại lần nữa, nó có thể xảy ra hay không? Lời nguyền về vòng lặp mà Izumin đã từng đề cập. Tôi đã đề cập đến vòng lặp đó. Đó là việc năm 2013 SKT vô địch, năm 2014 Samsung vô địch, năm 2015 SKT vô địch. Và nếu như điều đó là sự thật thì Samsung hoàn toàn có cơ hội vô địch trong mùa này. Nhưng nó vẫn còn quá sớm để nói đến điều đó khi Faker đang tiếp tục là mục tiêu của Ambition. Và một cú xoáy Ambition phải lên bảng đếm số. Sự trả thù ngọt ngào của Faker tiếp tục lao vào là Gojay. Quá đẹp. Và tan biến, double kill dành cho Bang. Mọi thứ đến một cách đơn giản dành cho SKT. Mà tôi tin rằng đó là lỗi, đó là lỗi của Lee Sin. Anh ta chần chừ quá lâu trong pha tung ra nội long cước của mình. Thực ra thì cú nội long cước đó nếu như anh ta tung ra thì đá được Faker bay qua phía bên kia tường. Faker thôi, Faker sẽ bị bay qua phía bên kia tường, đúng là như vậy. Và tôi nghĩ rằng phần nhiều thì Faker vẫn sẽ tung ra được một cú lệnh sóng âm và hút Lee Sin ngược trở lại. Thì thực sự mà nói cái góc ngay từ đầu đã không đẹp rồi. Đây đây, thì là lỗi của anh ta thôi. Thì là lỗi của Ambition. Anh ta bay vào tại một cái góc độ rõ ràng. Đúng, nó chẳng hề tuyệt vời chút xíu nào. Đá đi đâu lại còn không có tốc biến, là còn bị ăn phát nề này đến từ Blank nữa. Mọi thứ đều chống lại Ambition. Ambition bốc hơi với sát thương gây ra với Ash của Bang. Và Ash tiếp tục đuổi theo. Nên nhớ rằng càng về cuối trận, sát thương của Ash càng là một cái thứ gì đấy bạn không thể nào có thể hình dung nổi về cái độ ảo diệu của nó. Đã có một cực kiếm đang muốn hướng tới cho mình. Đó là tôi nghĩ rằng sẽ là cung xanh luôn. Cung xanh luôn, có khác giải thuật chỉ để đấy mà thôi. Nên để đấy, tầm này thì cung xanh là một cái trang bị thực sự là không quá cần thiết đến mức. Đây đây, bị trói lại rồi. Có sân khấu tử thần không? Không có sân khấu tử thần. Và QV tiếp tục, đây đây, bật lên sân khấu tử thần. Và QV đang khiến cho Đúc thực sự cảm thấy khó thở nhưng vẫn thở được. Đây 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 đây, tắt thở. Tắt thở rồi. Chính thức tắt thở. Hai đường còn đang vỡ. Lên bảng điểm số vào thời điểm này, nó làm một cái gì đấy ác mộng dành cho những người đồng đội của Đúc. Một sai lầm rất khó, không thể nào mà tha thứ, không thể nào tha thứ được. Và Ambition cắm mắt kiểm soát tầm nhìn, anh ta tiếp tục muốn bay rất xa. Nhưng ở thời điểm này thì cũng là một cái đòn trả ngược lại, và Bang mất đi một lượng máu là rất nhiều, và thậm chí còn ấn thêm cả đao thủy ngân của mình. Tôi tin rằng với cái hành động vừa rồi thì có lẽ họ sẽ phòng ngự được trụ thứ 3 khu vực đường trên chưa, này. Chưa biết được, hãy nhìn vào đường lính dưới và lao thẳng vào. Đó là QV. QV muốn gây áp lực, Blank muốn lao vào, nhưng một đòn bắn chí mạng tưng nổ luôn cái trụ. Samsung Galaxy chưa muốn dừng lại. Trụ chưa phải là tất cả họ muốn lấy trong pha thi đấu này. Họ muốn bào luôn đi cái nhà lính của SKT. Họ bào thành công ba đường của SKT lại một lần nữa nằm xuống. Đây là trận đấu thứ hai mà chúng ta chứng kiến cảnh này. SKT lại một lần nữa mất cả ba đường. SKT không vượt qua được trận đấu đầu tiên khi họ gặp phải cái thảm cảnh này. Đó chính là trận đấu trước. Đó trận đấu trước, trận đấu thứ ba. Và trận đấu này kịch bản đang lặp lại. Lại một lần nữa phải quay trở lại với mệnh đề. Đó là hai cái nhà lính này đã vỡ tầm khoảng 2 phút rưỡi và 3 phút rồi. Một nửa quãng đường. Không, tôi cảm giác rằng cái lần này là cái nhà lính thứ ba nổ sớm hơn. Sớm hơn hẳn so với cả lần trước. Lần trước tôi nói là 4 phút. Lần này tôi chỉ nói có 2 phút rưỡi thôi. Đó. Thôi được, cứ khoảng tầm gấp đôi so với khoảng thời gian trước. Nhưng theo những gì mà cái thế trận mà Samsung Galaxy đang có thì họ đang giữ được khá nhiều những cái phương án tấn công để có thể khiến cho SKT gặp thế khó. Vì một khi Blank lao vào mà Blank lao vào không tìm được Kennen cùng với những người chơi khác thì Kennen sẽ ngay lập tức bật chiêu cuối của mình lao vào và ngăn cản toàn bộ nguồn sát thương từ đằng sau của SKT. Nghĩa là SKT phải làm một cách nào để vừa khi lao vào mở giao tranh, họ phải ngăn cản được cả Kennen của QV nữa. Làm điều đó, làm hai việc cùng một lúc thì SKT mới có thể ngăn cản được Samsung Galaxy. SKT hoàn toàn có thể, cái đội hình này của họ hoàn toàn cho phép. Nhưng đó là nếu như ở một cái địa thế mà họ không bị đánh úp một cách bất ngờ cơ. Họ phải là đội chủ động khi họ sở hữu Jack trong đội hình và nhìn thấy được Kennen ở đâu, đúng không? Phòng ngự rất lâu. Con Baron thì ra rồi.
Còn cái thế phòng ngự nó sẽ còn kéo dài rất lâu nữa dành cho SKT. Baron đang bị ăn tương đối nhanh. Ưng Tiễn thả ra Black Man, hãy nhìn Kennen ra tấn công Faker. Và đó là lý do mà tôi nói đến là phải nhìn thấy Kennen. Baron đang bị tấn công. Baron thuộc về Samsung Galaxy. Và họ sẽ hạ gục thành công được Blank. Và tiếp theo là ai đây? Đúc là người tiếp theo được chọn đuổi theo. Có đồng thủy thả qua, Đúc không muốn lao vào Blank. Không, đó là Bang. Bang đang cố bắn. Bang bị lao lên, Bang bị dồn sát thương vào. Và đó là sân khấu tự thân được dựng lên. Bang lao lên, Bang bắn rất đau vào Crow. Hạ gục thành công Crow và đỡ đạn. SKT thi đấu như điên trong pha thi đấu này. Vẫn đang đuổi theo và đó lượng máu hồi lên bởi kỹ năng chuyên tâm có King Mantra. Blank lao ra, nhưng tạm thời thì là điều này là hơi khó bởi vì Blank đang được sự bảo kê coi dây cùng với Ruler. Đó là một cú làm chậm rất tốt và bye Blank lên bảng điểm số ngay lập tức với đòn bắn tiếp theo được gây ra rồng ngàn tuổi bởi Ruler. Và đó sẽ là con rồng rất ngàn tuổi. Tiện đường công tác tầm này là rồng ngàn tuổi. Tầm này là không có gì có thể ngăn cản được các thành viên bên phía Samsung Galaxy. Ăn thật nhanh, phải làm thế nào nhanh vào. Nhanh nhưng không, quyết định của họ là mình không mạnh bằng. Không mạnh. Ash là một thứ quái vật vào những cái giai đoạn cuối trận đấu như thế này. Lượng sát thương mà Ash có thể nhồi, nó là một thứ gì đấy rất khó bạn có thể hình dung được trong những pha giao tranh. Và xem là thi đấu này, Faker đã bị one shot bởi QB. Là một pha tấn công đơn giản hàng bậc nhất đối với những người chơi Kennen mà thôi. Và Ash lại một lần nữa sử dụng đại băng tiễn nhưng nó được giải bởi Ruler chỉ trong tích tắc. Và xem lại pha thi đấu. Sao Crown lại phải lên bảng điểm số? Tôi đây. Hơi thực sự ngạc nhiên. Bang bắn và sau đấy sẽ cấu thủ thần dựng lên thì Warp tốc biến ra để đỡ những viên đạn cho Bang. Sẽ là trận đấu này. Ô, một pha kiệt sức rất tốt. Pha kiệt sức cực kỳ tuyệt vời đến từ Warp. Viên đạn từ Warp đó là người tốc biến lên để đỡ. Người chơi hay nhất trong pha thi đấu đó chắc chắn là Warp với hai pha thi đấu chí mạng cho cả Ruler và cả Crown. Anh đã tung ra kỹ năng một cách hoàn toàn chuẩn xác và tạo ra một khoảng trống rất tốt để cho Ash của Bang có thể thoải mái bắn. Bây giờ khi mà về nhà, tôi tin rằng Ash sẽ hoàn thành nốt được cho mình món trang bị cuối cùng, tùy theo cái gì anh ta muốn mà thôi. Ambition lại đang đuổi theo, tấn công vào Wolf. Anh ta có thể bị hút, anh ta bị thủy ngục, anh ta bị xoáy bởi Faker, anh ta bị hất tung lên bởi Blank. Anh ta nằm xuống ngay lập tức, đào thủy thả ra với mục đích ép giao tranh. Nhưng tất cả dừng lại ở đấy mà thôi. Con rồng ngàn tuổi còn ở kia, SKT vẫn còn phải lo cho khu đường trên của mình. Hơi khó cho họ để tiến ra khi đối phương vẫn còn đang còn bùa lợi Baron trên người. Nhưng để cho đối phương ăn một cách trắng trợn thì đương nhiên SKT sẽ không cho phép điều này xảy ra. SKT chưa đủ sức để ra đương cự với 4 người này. Nếu như mà đánh một cách thẳng mặt thì họ có thể ăn được. Nhưng chắc chắn là với cái chất tướng của Jin, Kakma và cả Victor, đây là chất tướng có thể phù hợp với cả việc vừa đánh vừa lùi và phù hợp với cả việc ngay lập tức tấn công dồn một mục tiêu. Thì cái cách tiến ra hang rồng này của SKT đang thực sự là hơi thiếu khi tầm nhìn của họ đang chưa đủ. Họ đã cố gắng kiểm soát hết tầm nhìn cái khu vực rừng mình trước những bước tiến chậm nhưng mà chắc của SKT để đảm bảo rằng mình sẽ không bị đánh úp trên con đường tiến thẳng ra với khu vực hang rồng. Làm lần nữa SKT phục lại, hồi lại được 3 nhà lính sau khi bị mất nó đi đồng thời. Và đường trên thì Đúc vẫn đang duy trì được thế đẩy một cách tương đối ổn. Trang bị tiếp theo Đúc muốn hướng tới sẽ là khiên băng Radwin. Một pha thi đấu thể hiện được cái khả năng lão luyện vị tướng Victor đến từ Gram, mà tuổi còn rất nhỏ thôi. Con rồng ngàn tuổi đang được ăn với tốc độ rất cao, 8.000 máu. Ruler không phải là một chất tướng có khả năng khiến cho con rồng này bị rút máu nhanh hơn. Dịch chuyển đã buộc phải dùng đến từ Đúc. Một pha ép dịch chuyển là rất tốt. Con rồng vẫn đang được ăn. Jack đang lấy đà. Cú súng cao su sẽ chọn địa điểm tới của mình. Warp bị giữ lại, sân khấu thần dựng lên. Warp là người gặp nguy hiểm, anh ta xuống chiêu cuối. Và Kennen vào về sau lưng kia và ép được 3 và Faker chỉ có 1 tí máu. Anh ta bấm đồ cắt và thoát ra khỏi được pha chiêu cuối. Thủy ngục tốt sẽ là nằm xuống và xoáy được cả Ambition. Ambition đang lùi về, Ambition có thể lùi thành công. Để bên trong giữ được Bang, tốc biến lên. Viên đạn bắn là vừa đủ và điểm hạ gục dành cho Ruler. Nếu như không có đốc khiên, lửa thần sẽ kín lỗ thành đây công. Rồi, đây rồi, đang lùa Ruler theo. Vong lên, tuyệt vời. Shut down. Đây có lẽ là một trong những dấu chấm dứt dành cho SKT. Có lẽ thôi, tôi xin nhắc lại. 3 đường. Và nó chắc chắn sẽ là 3 đường. Và sau đó là cái gì thì tôi không biết. Nhưng 3 đường một lần nữa và lần này là
có thể là 3 đường một cách đồng thời dành cho Samsung Galaxy khi Ruler được bắn một cách thoải mái. Và người làm tốt trong pha thi đấu đó một lần nữa lại là cái tên phải nằm xuống, QV. Anh ta là không thể nào phòng ngự được những tình huống tấn công kiểu như thế này chặn lính đến từ các thành viên đội tuyển Samsung Galaxy. Và anh đang cố gắng chặn để không cho trận đấu này kết thúc mà thôi. Thôi ăn nhà lính đường trên. Chứ anh ta không thể nào mà chặn được 3 đường dành cho Samsung Galaxy. Pha xoáy được Ruler sát thương dồn vào chưa đủ, Faker mới là người phải nằm xuống. Vai Faker thêm một lần nữa trong trận đấu này. Rất nhiều thứ diễn biến đang cực kỳ nhanh xảy ra dành cho các thành viên của cả SKT và Samsung Galaxy. Và Blank. Samsung nói rằng tôi muốn kết thúc trận đấu này trong sự bất lực của các bạn. Dịch chuyển lên đến từ QV. Còn đó Câu chiều giờ. Cuối họ đang cố gắng chờ. Họ đang chờ hạ gục xong nhưng được Blank và lính vào, họ sẽ kết thúc trận đấu này. Câu giờ tầm này thì là một cái tầm mà Crowd hết năng lượng rồi. Crowd hết năng lượng rồi nhưng chiêu cuối được bật lên. Và sóng thần của Nami ngay lập tức cũng được tung ra. Một cú lao vào đá nhưng bên Khăn giải thuật tốc biến. Đó là một tình huống xử lý đẳng cấp của những người chơi trạ thủ hàng đầu. Nhưng tạm thời thì Crowd đang khiến cho QV xóa tan tất cả mọi thứ khi không còn khăn giải thuật nữa. Và hai đều. Chúng ta sẽ có trận đấu thứ 5 giữa SKT và Samsung Galaxy. Một trận đấu chung kết đẹp tuyệt vời. Đó là điều chúng ta đang mong chờ, đó là điều chúng ta đang hình dung tới. Năm thứ 3 SKT vô địch. Đó là chiến thắng 3-1 trước Royal Navy Give Up. Tôi đã chờ đợi đến tận bây giờ là mùa 6 rồi mới có trận 5 của chung kết thế giới.